Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng ha. Xin chúc kính chúc tại gia đình mình một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, tới công chuyện nữa cùng quý vị. Bữa nay ở trên mạng có một cô này cũng đạo lợi là Thích Dược Từ phỉ báng đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi và nói là đức thầy của chúng tôi chết tại Đốc Vàng và đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi chỉ là một cái đạo giáo thôi chứ không có là bát chánh đạo. Thưa ông Thích Nhật Lùng, tại sao ông dám nói câu đó? Trên miền Nam Việt Nam chúng ta là có 16 đạo, mà trong khi đó có 6 đạo lớn có tư cách pháp nhân 16 đạo, nhưng mà có 6 đạo là tôn giáo lớn, mà đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi nằm trong cái 6 cái đạo đó. Tại sao ông dám phỉ báng là đạo Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước thừa nhận mà không có tư cách, không có bát chánh đạo? Tôi xin đọc cho ông nghe nghe, ông ngoái cái lỗ tai ông lên để nghe nghe. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, ông phải tìm cho ra nghe. Cho dân biết một đầu chánh kiến, chí linh mẫn nhìn xem các việc, phải đừng cho lầm lạc hẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đáng cho tường cho tận. Đó, ông nghe cho kỹ nghe. Tội với phước xét coi nhiều bận, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy thử nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng phải làm điều chưa nghĩa mới là nó. Ông nghe cho kỹ nghe, tại sao ông dám nói là đạo chúng tôi không có tư cách pháp nhân mà không có bát chánh đạo? Ông mới là cái thằng tu không có bát chánh đạo. Tại vì ông, cái lời của ông nói á, là ông phản bác đi giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy hết trơn nó. Nên tôi nói cho ông biết nè, cái cốc công sư Tích Minh Tuệ chỉ có 4 cây cột thôi. Ông biết 4 cây là tứ diệu đế, tứ diệu đề, ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ thập đề nay đã mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Gắn cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh. Nó cực lòng những thư Tích Minh Tuệ mà đi ngoài đường bị mấy ông chê bay đó, sao mới được làm nên Phật Thánh. Về thượng giới cõi tiên mới bảnh nó. Trừ giặc dục xưa khỏi hồng trần, các việc mới ưa sự giả tạm ta nên gứt bỏ. Ông biết thì ông nói, còn ông không biết thì ông dựa cột mà nghe nghe Thích Nhật Lùng. Ông á là tối ngày ông cứ công kích hết đạo này tới đạo khác. Thiên Chúa giáo người ta nè, ông nói quan hệ với cha mẹ con gì đủ thứ chân, mà mấy ông Thiên Chúa giáo này không vô mà dán cái mỏ của ông lợi đi. Bây giờ ông công kích tới Hòa Hảo chúng tôi là thầy tôi chết tại Đốc Vàng ngày 25 tháng 2, là ngày tín đồ đau buồn nhất trong đạo. Tại sao mà thầy tôi phải vắng mặt? Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng tôn phụ thầy. Giữa chừng đờn nở nước dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lợi xa. Quý vị lãnh đạo hãy vô coi thằng Thích Lùng này, nó nói như vậy nó muốn chia rẽ khối đoàn kết của dân tộc và đất nước đó quý vị. Nó tại sao Đức Quỳnh giáo chủ phải vắng mặt? Ông thị hiện hay ẩn hiện là quyền của ông, để đo lòng tín đồ ai siêu ai ngã ai bền, lọc lừa gạo cội lập nền quốc gia. Còn mấy cái thằng tu hú này, tu la này, mấy thằng thầy chùa lửa này, mấy thằng bay là ma dương đi, phải không, phá đạo hết, công kích đạo này tới đạo khác nó. Nên á, hãy chấn chỉnh con người của ông lại, vừa lùng mà vừa xấu vừa lé nữa, đi ra chỗ đồng bào bị bà bạo lực, ngồi tắt nước trong xuồng thì không có nước, mà đi cứu trợ thì không lợi chỗ đồng bào người ta bị sập nhà sập cửa, đi lỡ chỗ sáng cạp để câu like câu view, trong khi đó lội dưới sình này kia rồi nói này nói nọ nói này nói nọ, 7-8 người quay đệ tử của ông nó quay lên đưa lên là chứng tỏ là ta đây có đi tới, ông làm gì được cho lợi ích chưa, cho nước nhà chưa? Chứ ngày xưa Đức Quỳnh giáo chủ tôi tuốt vuông vàng lên ngựa sông Pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn chở gốc Phật Đà Nam Môn nó. Người ta đã thi hành bổn phận con dân của đất Việt rồi, cũng như ông Thích Minh Tuệ chúng ta 3 năm thi hành nghĩa vụ quân sự. Còn mấy cái lũ thầy đám này, thầy chùa này, ma dương này có làm lợi ích cho nước đất nước không? Tối ngày lên quan quan cái miệng, một là ông, hai Thích Trúc Thái Minh phát cho người ta một khủ vô ua, thì người lớn thì cho, mà con nít thì con nhỏ, thằng con nít lợi sinh thì ổng phát tay ổng xua đuổi thằng con nít, bị con nít nó đâu có tiền cúng chùa. Nó đừng riêng lo lợi dưỡng một mình, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hộp là người
làm cho dân khi dễ ngạo cười, tội lỗi ấy lực nào dung thứ. Bữa nay xin phép quý vị cộng đồng mạng là tôi không mặc áo đạo, tôi không mặc áo ba, mà tôi mặc áo đời để tôi chửi mấy thằng tu hú này. Nó từ ngày sắp tới đừng bao giờ công kích đạo người ta. Mình tu có đắc quả chưa? Mình có làm tròn bổn phận chưa? Như ông dám thì ông dám đại ngôn, đại khả đại ngôn là ngày xưa Đức Phật Thích Ca bị ung thư dòm hỏng chết. Ủa Đức Phật Thích Ca diễn tịch gần 2600 năm rồi. Lúc đó ông ở đâu? Ông ở dưới Hán của mẹ ông á. Ông chưa có đầu thai nữa, làm gì không biết. Rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ vấn mặt tại đốc vàng. Ông ra đời chưa? Năm nay ông mới có 59 tuổi à. Mà khi thầy vấn mặt tới giờ là 66 năm. Ông có mặt không? Ông biết. Ông muốn chia rẽ khối đại đoàn kết hay gì? Ông là mấy ông là ma vương đi theo phá đạo, mà ma lớn nữa, ma cền nữa. Đó. Đừng có sốc thượt nữa ha. Việc tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt năm thành sử phân. Trong tam giáo ăn cần mở đạo. Tam giáo là ông biết đạo nào với đạo nào? Phật giáo nè, Phật giáo hòa hảo của tôi hay là của ông cũng là đạo Phật. Thiên Chúa giáo nè, Cao Đài giáo nè, là ba màu nắm chặt năm thành sử phân. Trong tôn giáo ăn cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa. Mấy ông hiểu không? Mấy ông biết không? Mà lên bố láo. Bữa nay tôi ở đây tôi nói với ông, tôi là Nguyễn Thị Sinh nè. Nếu ông còn công kích hòa hảo tôi nữa, tôi đổi mạng với ông đến Thích Nhật luôn. Đó. Ta không có gọi mày là Thích Nhật Từ, mày không có đáng xứng đáng mang dòng họ Thích. Tại vì Phật Thích Ca mày còn phỉ báng mà. Ai mày từ? Là cái miệng của mày bố láo. Đi ở dưới nước, ngồi trên chiếc xuồng, bước trên chiếc xuồng, bị gió hát dâng xuống sông. Đó. Chư Thiên không cho mày ngồi. Rồi tát nước không có miếng nước nào hết. Xây dựng hình tượng để đưa lên cộng đồng mạng để làm gì? Câu like câu view. Nói chuyến này dự tính là mà kêu gọi có 10 tỷ, được có 600 mấy triệu chứ nhiêu. Nó thành thử ra người ta bỏ hết rồi, ta bỏ xuống ống cống hết rồi. Đừng có bố láo. Mà cái miệng của ông đó, cá thịt là giặt hôi tanh. Người tu miệng ông đó còn hôi tanh hơn nhiều. Đó. Rồi bắt đầu tới nè, tới nữa nè, từ gài sắp tới nè, mấy ông sẽ chờ đi. Chờ tạo quá sẽ đào thải mấy ông. Đó. Trên dương thế hữu hình bắt quậy. Đó. Ông Thích Minh Tuệ chúng ta ra đời, ông không nói gì mấy ông hết. Ông chẳng biết mặt của mấy ông, mũ mít, mũ xài, mũ chuối, mũ chôm gì hết. Mà mấy ông tối ngày cứ gai gã chửi mắng người ta đủ thứ. Nào là đạo đầu đường xó chợ ăn xin gì đủ thứ mà ông có trả lời mấy ông. Người ta không phải người ta không biết trả lời, nhưng mà bậc thánh nhân đâu có trả lời với đám ma quỷ này để làm gì. Rồi bây giờ mấy ông thấy đi, từ ông Thích Minh Tuệ ra đời tới giờ, chùa Am vượt gỡ chớ lầm là nơi danh lợi vượt thầm thế gian. Nói mấy ông vượt thầm thế gian từ gạt tới bể hết rồi. Nơi mấy ông ganh ăn tích ở chứ gì. Mà ganh cũng không được, tích cũng không được. Tại cái thời của mấy ông nó tới rồi. Nó cái thời của mấy ông nó tới rồi. Nên á, mấy ông trở về nội tâm đi. Cái tướng của ông mà lai chiên lên nó xấu ơn là xấu, xấu hơn cái chữ xấu nữa. Bởi ông Thánh ông nói nhất lé nhì lùng tam hô tứ xuống. Đó. Mà ông Thích Tâm Phúc ông nói thằng này nó lé mà nó lùng, nó vừa hô mà vừa lúng nữa, vừa lè mà vừa lúng nữa. Đó, lúng luôn cái con người của ông đó. Từ gài bông cơm kích Phật giáo hòa hảo tôi nó bỏ mạng ông đó nha. Ông đừng có sắc sược, tu thổng được bao nhiêu, nói thì giảng vô không dính chấm pháp. Đức Phật nào dạy mấy ông mà ngồi trên một độc giảng mà vợ chồng người ta quan hệ một từng lễ gì bao nhiêu là tốt. Dòng cái thứ xàm tăng bị tu lâu mới chết thèm. Bây giờ trả áo sứ giả Như Lai ra ngoài cứ vợ mẹ nó đi. Bày đặt hoài, bố láo hoài. Ông chạm nhiều người lắm cô Tư. Ông thầy Thích Nhật Từ á, chạm nhiều đạo lắm đó. Chạm mà đội đạo nào cũng thọc mỏ vô chân. Ông nói đạo công giáo của ta được ha. Mà mấy ông công giáo là chưa vô cuộc đó. Vô cuộc đi, rồi sẽ thấy. Đó, ông tu thì ông luôn tu đi. Mắc mớ giận xăm bói người ta. Mà tới Phật Thích Ca mà ông còn nói ông ung thư. Ủa, ngài có chánh đẳng chánh giác rồi. Bệnh nào mà ngài khử không được mà phải ung thư. Phải bố láo không? Phải thầy chùa sắc sược không? Hả? Tụi bay phải tu hú không? Hay tu la, tu tiền, tu tình, tu tù, tu tội. Đó. Mà chẳng biết thân còn con chứa đựng, quả bất lành chưa trả dai thêm. Còn ông Sư Thích Minh Tuệ mà nó ra đời. Ngài dân chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút.
Thiên bá tánh tầm tiên rời tục, chỉ mấy trời bày tỏ việc về sau. Gái cùng trai già trẻ bước vào đường chiến huệ quy y gìn đạo pháp. Nó thằng cũng chẳng say mê chùa tháp, chẳng tham tiền tham vật món chi chi, rồi tụi bay ganh ghét. Hơn năm dư quyết chí duy trì, triền sanh chúng phải kính thờ trời Phật. Nó cũng lắm kẻ phàm phu sơ thất, dội chiêu đùa lũ quỷ ngạo toàn ma. Tụi bay là đủ ma tăng đó, nó xàm tăng mà ma tăng nữa đó. Nó lúc ăn năn sửa tánh rất thật thà, còn lắm kẻ nghinh ngang theo chọc phá. Mượn lực pháp ẩn trong bóng tối, tụi bay mượn lực của ai thì không biết, ẩn trong bóng tối mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương. Đây là lời của Đức Huỳnh giáo chủ dạy. Dạ hiểu sâu công thức đo lường, tức là mình gặp ai mình cũng công kích ta, là dạ hiểu sâu không thước đo lường, dốc phá hoại đường ngay bôi lẹ thẳng. Nó thêm nhiều tiếng thấp cao nhẹ nặng, làm cho người tu tỉnh phải xót xa. Nên hạ thần kính cẩn tâu qua, xin Ngọc Đế phân minh dùm trần thế. Nó nay cũng lắm người ưa kinh kệ, muốn tu mà gặp lúc quá gây go. Ông Thích Minh Tệ nè, ông gặp lúc quá gây go, nhưng mà sát trần còn mắc phải neo đòi gờ nước khách đã nhưng rồi nặng tháng. Bây tu như được như ổng không, bây làm được như ổng không, còn một tay nắm cánh hoa sen như tụi bay đi hoài. Tụi bay có lên bố láo đi nữa, cộng đồng mạng người ta thôi. Ông thầy Thích Nhật Đức á cô Tư, bây giờ ổng lên mạng đó, ổng nói ổng từ trong ổng đi ra ngoài đời ổng bá bánh cam vậy đó cô Tư. Ổng xin dưới giáo hội cho ổng trở về làm một tu sĩ bình thường ở đại gia. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị cộng đồng mạng, và nói với đệ Thích Nhật Đức như thế này, tôi không kêu đệ bằng sư. Khi mà đệ sắm bị đệ bị kỷ luật rồi thì thấy con người của đệ là rất là hiền hòa, rất là nhân hậu, rất là chân chánh. Đệ kêu cộng đồng mạng, hãy quý vị ơi, hãy trở về quét rác của nhà mình đi, đừng bao giờ quét rác của thế sự nữa. Hay, câu này hay. Nên Đức Huỳnh giáo chủ tôi khen đệ nè, ai mà sớm biết ăn năn quay đầu hướng thiện bằng tăng giác dùng. Đệ đừng có theo cái lũ ác tăng này, mình không đắc quả gì đâu. Nó nên đệ Nhuận Đức bữa nay gặp đệ rất là dễ thương. Đệ nói bây giờ đệ ra đời bán bánh cam, mà có những cái thằng xàm tăng thì nó nhắn vô, nó có 2 tỷ rồi cần gì phải đổi bánh cam. Người ta mang cái gì là chuyện của người ta. Còn tụi bay á, móc tiền Phật tử, giải mã tầm bậy tầm bạ, không có dính giáo lý của nhà Phật. Nói chuyện thì xưng là có bằng cấp này bằng cấp nọ. Tụi bay học nhiều như cá kho tiêu vậy, kho nhiều thì mặn, nấu nhiều thì khê, chứ không làm cái gì cho lợi ích cho xã hội nước non nhà đâu. Cái người mà người ta thức tỉnh, ta quầy đầu, ta ăn năn. Người ta thức tỉnh, ta quầy đầu, ta ăn năn như vậy là đúng rồi. Còn mình thì không ăn năn được thì đừng nên xúc phạm đến người ta. Nó đừng có nên mượn lực pháp ẩn trong bóng tối mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương nữa. Hãy trở về nội tâm đi, hãy trở về con đường chánh đạo đi. Nó đừng làm tà đạo mà nhân hư bất dụng. Đó. Khi thấy tới Thích Nhuận Đức rồi, thấy tội nghiệp, ngài đã biết quay đầu hướng thiện bằng tăng giác dùm. Nên quý vị, cộng đồng mạng quý vị hãy tu gấp gấp lên. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm đi khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Đó. Thành thử ngày nay trở lợi như đời trụ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây mới nhạt chổi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Kẻ tà gian là người ngoài đời, người ta chưa biết tu. Còn kẻ tà gian là ở trong chùa mà thục kết tiền tam bảo, móc tiền của bá gia bá tánh là tà gian. Tà gian tánh ấy tù đài của người tham nhũng nghề này chứ ha. Đó. Nên quý vị hãy trở về nội tâm tu gấp gấp lên quý vị. Đó. Dạ thưa cô Tư, ông thầy Thích Chân Quang cô Tư, ông nói gì nè, ông giảng đạo cho Phật tử nghe. Ông nói ông coi sách Tử Vi á, là ông nói là sách Tử Vi coi ông sao này ăn mày. Thành ra ông mới vô chùa ông tu. Nhờ ông vô chùa ông tu mà bây giờ là như là Phật tử là cúng tiền ông mà bao thơ không. Cũng như là ý của ổng là ổng muốn gạt cộng đồng mạng là có sách Tử Vi vậy đó. Nhờ tu sư chia sẻ. Cái này Thích Chân Quang nó chỉ bố láo thôi quý vị. Không ông thầy tu mà nào mà coi được cái tướng số của nó. Rồi không có, nó không có tu cái gì mà nó vô nó giải mã cho cuộc đời của nó. Mình nó muốn tu để trả cái nghiệp mà Đức Huỳnh giáo chủ cho biết. Gũi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc thiện kiếp làm điều bảo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng giái Phật trời.
Mày có mở ra đồng bạc nào mày bố thí cho ai đâu mà mày kiểm nghiệp được hả Thích Chân Quang? Mày chỉ vô mày móc tiền Phật tử thôi, nó cúng tiền lẻ nhét vô tượng Phật thì năm đó xuống quậy, mà đưa tặng tay của thầy á, mệnh giá lớn á, thì năm đó mày được phước báo. Mày chuyển cuộc đời mày làm gì được hả? Mày có ra đồng bạc nào mà tự lực mình cánh sinh để mình bố thí cho người ta mới chuyển nghiệp được? Còn cái này á, toàn là móc tiền của Phật tử không, mà nói chuyển nghiệp là chuyển chỗ nào? Tụi bay là cái thứ phỉnh gạt người đời. Một là thằng Thích Trúc Thái Minh, hai là thằng Thích Nhật Lùng, ba là Thích Chân Quang, bốn là thằng Thích Tệ Hại, năm là thằng Thích Tệ Thận. Nó là lũ xàm tăng của tụi bay thiên ăn mà nhát làm, nên cạo đầu vô chùa để phỉnh gạt đồng đạo, phỉnh hoạt gạt tín đồ. Bởi vậy Đức Quỳnh Giáo Chủ mới viết là cho tôn giáo là mùi thuốc phiện, nào ai nếm vào ắt là phải nghiện. Nó Phật tử mày đi cúng dường mấy bay biết nghiện chưa? Vẫn còn lo trang võ đấu chinh, lấy chơn dơn dẹp tấn phàm trần mới có thể trông về cực lạc. Nó tụi bay làm gì mà chuyển nghiệp được? Có tụi bay gây nghiệp thêm thì có thôi. Bữa nay tao là người đời nè, tao nói chuyện với mấy thằng tu hú nè, mấy thằng ác tăng nè, mấy thằng ma dương theo phá đạo nè. Đó, bữa nay tôi xin lỗi quý vị cộng đồng mạng nha, tôi không phải là người tu, mà tôi là người đời. Để tôi nói những cái thằng ma dương đời, ma dương đi theo phá đạo này. Đó, ngày xưa có một thằng nó lên nó nói Đức Phật Thích Ca ngày xưa đi vô rừng cạo đầu, cạo tóc và cạo râu, mà tôi mượn nó tên đó đi, bị tôi chửi nó rồi. Hồi cách đây 2600 năm ở trong rừng có ai mà mở tiệm hớt tóc để cạo râu không quý vị? Thấy bố láo không? Má nó quý vị bố láo không? Rồi người ta bên đạo công giáo á, thì người ta là con chiên, là tín đồ ngoan đạo của người ta. Nó lên nó cười ngạo nghễ nói theo nó thì thành Phật, còn theo công giáo là chết thành con chim. Con chim đó cái nó cười nó phỉ báng người ta. Xin mấy ông tôn giáo hãy vô cuộc phá mỏ mấy cái thằng mà phỉ bán đạo của mấy ông. Tại vì đạo của mình là có tư cách pháp nhân, không bao giờ sợ thằng nào hết. Đó. Nên quý vị biết không, đạo Câu Đài người ta tu chơn chánh mấy không hậu tiếng. Cả ngàn năm nhân tâm sâu xiến sâu tu hoài chẳng thấy ai thành, bị gặp cái lũ xàm tăng này sao mà thành được. Gặp cái lũ tu hú ma dương này làm sao mà thành được. Nó là ma dương đi theo phá đạo, mà loại ma cền, ma lớn nữa nghe quý vị, không phải ma nhỏ đâu. Ma như chị em chúng mình là ma bé thôi. Đó. Nên quý vị từ gài sắp đến, quý vị đừng bao giờ nghe ông sư nào mà mấy sàm tăng này mà giảng cho quý vị đắc đạo không có đâu. Hãy lựa mấy cái ông mà tu chánh nhân quân tử. Ông thầy Thích Chân Quang ông còn nói gì nè cô Thư? Ông nói những người mà đi cưới dâu á thì phải lựa con dâu có đạo đức, con dâu đó phải biết đi vô chùa Phật Quang á là làm công quả. Còn nếu mà con dâu đó mà không có đi vô chùa Phật Quang làm công quả thì đừng có cứ, thà để cho con trai mình ở giá chứ đừng có cứ con dâu mà không có đạo đức. Bà coi ông nói ăn nó bậy nó bại đó. Nhờ cô Tư chia sẻ giùm một đoạn này cô Tư. Tại vì vô chùa Phật Quang của ông mà làm công đức đó, là cái cô nhỏ đó là chúng đệ tử của ông rồi, nên có cứ về quý vị cũng thay đổi vận mệnh được đâu. Quý vị đừng có nghe mấy cái thằng tu hú này, nó bày vẽ ra, nó nói thế này thế nọ như vậy á, mặn cho bao nhiêu ngoài đời tôm góp bao nhiêu thì đem vô rồi nạp cho nó ăn hết trơn. Nó bây giờ quý vị chờ coi đi, khi nhà nước vô cuộc rồi đánh sập mấy thằng sàn tăng này hết thì quý vị sẽ biết mỗi thằng bao có bao nhiêu tỷ, quý vị sẽ biết liền, chứ không phải là không có đâu. Nó như bà Nguyễn Phương Hình, hằng của mình, bà ra bà nhận chức vụ ở trong cái tập đoàn của bà cao hơn nữa, bà sẽ nấu lò hết trơn. Bà với ông Tô Lâm sẽ nấu lọc, quý vị nấu lọc gành mới biết vàng thao ai thật tánh ai người giả đạo. Tại sao người ta là người đời mà cái người mới ra tù, xin lỗi mà nói cho mình mà mới ra tù đi xin việc làm không ai mà cho nữa, chứ đừng nói có 1-2 ngàn người mà đứng ở ngoài đường chờ bà làm được như bà không mà chê người ta, đi dược như Tích Minh Tệ không mà chê người ta. Nói Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, ngoài Bắc quý vị có một người chuyển kiếp, chuyển để làm gì? Phiên bổn đạo chớ nên mê ngủ, tức vị tầm đạo chánh của khùng, đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, được hồi phục nhờ ơn chính bệ chư Phật.
quá phép bà lạ biết bao, mà kể chính từng mây nhạc trỗi tiêu thiều, kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Nó khùng dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Đó, Nam Kỳ mình ở đây ha, ngoài chung ngoài Bắc cũng vậy thôi, đồng bào mình đang khổ sở, đang vất vả. Nó quý vị thấy không, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tay. Đó, quý vị thấy rồi, du lịch trôi như bèo, quý vị thấy một chiếc 5-3 tỷ không không, có người cả đời chưa kiếm được 20 triệu để làm vốn đó quý vị. Nó đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Nên con thuyền đang lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc ai tư lương ai hoài, có người xuống bến bằng nay, bị mất trộm gài đồ đạc sạch chơn. Nó du thần bày tỏ nguồn cơn, vì người nghèo khó đang đương hờn phận thiên. Nó đi nghe vội giả hoài thiền, dùng pha coi bói giải phiền phạt nhân. Nó còn mấy thầy chùa này nó coi bói cho quý vị là nó phỉnh gạt quý vị không ha. À, quan hồn đòi nợ thì phải trả cho nhiều nhiều vô, còn ai không có tiền thì sư cho trả góp. Là Thích Chúng Thái Minh là Vũ Minh Hiếu nha quý vị, tên tộc là Vũ Minh Hiếu nha. Nên quý vị nhận thích cho cao lên, cho kỹ càng lên, để khỏi làm tà đạo mà nhân hư bắt dụng tiền của mình, nó không có phước báo. Còn thầy Thích Chân Quang ổng còn nói gì nè, ổng kêu gọi cộng đồng mạng mà ổng nói khéo, ổng nói là cũng như là cộng đồng mạng mà nếu mà cúng 20 cái bao xi măng á thì được phước, còn nếu mà cúng 200 bao á thì vài năm sau là cắt nhà lầu. Mà coi là ổng nói vậy đó, nếu mà 200 bao mà cắt nhà lầu rồi con cúng cho ổng 1000 bao. Con cắt biệt thự luôn. Rồi cắt biệt thự luôn, không có rồi mày tính sao Thích Chân Quang. Dòng miệng bố láo, cúng nhiều cho nó ăn quý vị, từ gạt tới quý vị cúng chiếu với cúng mền cho nó rồi đặng liệm nó đó. Ông thầy Thích Chân Quang này ông còn hơn thầy Nhất Từ nữa. Nghe lại cái tốn nó lấy của ông lợi đó là không có gì mà ngoài ra là cúng dường hết chứ. Rồi đó chiếm đất gần 35 chỗ xây dựng trái phép đó quý vị, mà ngộ thiệt khang. Cái bà Rịa Vũng Tàu này ngộ thiệt à. Thí dụ bây giờ dân chúng tôi nè mà chiếm đất của nhà nước đi 1-2 thước rồi mấy ông lại cưỡng chế rồi. Mà tại sao thằng Thích Chân Quang này tới 35 chỗ, bây giờ cộng đồng mạng môi ra mấy ông mới biết làm sao hả? Mấy ông mới biết làm sao, thấy không? Thành thử ra mấy vị hãy coi đi, cái mình bây giờ mà cắt nhà. Nhiều người đi sang Ấn Độ cũng mới có 1-2 năm về, nói ta là Phật đây, ngồi cái chớp chớp đằng sau nó. Mà quý vị cẩn thận, nhiều khi nó để cái đèn đi ông sao. Cẩn thận. Có nhiều người nói mà nói không có thành thật. Này các Phật tử ơi, kéo dài, đời là đau khổ, có đó rồi mất đó. Sao lại cười? Vô thường, vô thường. Có bao nhiêu tiền đem sư phụ giữ cho. Tu cái kiểu này quý vị phải cẩn thận, cho nên quý vị phải sáng suốt.